Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân hoặc là hỏi ý kiến khán giả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. C. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án D. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Thì trên cơ sở sáp nhập 3 quận là quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9 thì đã thành lập ra thành phố Thủ Đức. Xin mời câu hỏi số 8. Phương án D. Riêng với câu này thì câu trả lời đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9.
toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi, đó là phương án B ạ. Câu B. Riêng với câu này thì câu trả lời B hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 12. Bản thảo và tác phẩm văn học nào mang tiêu đề Những lần gặp gỡ cuối cùng trước khi được xuất bản chính thức? Một chuyện chép ở bệnh viện, Người mẹ cầm súng, Sống như anh, hay là Sống mãi với thủ đô? Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. Phương án C. Riêng với câu này thì câu trả lời C hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 13. Phương án C. Hơi đáng tiếc.